Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Fresh tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 10. Trước cơn bão lớn. Sau một tuần đầy biến động được đặc trưng bởi căng thẳng địa chính trị, tình trạng hỗn loạn trên thị trường trái phiếu Mỹ và nhiều cuộc phát biểu của các quan chức Fed, rủi ro sẽ tăng lên khi chúng ta bước vào cuối tháng 10 với báo cáo thu nhập công nghệ lớn, báo cáo lạm phát từ Mỹ và Úc, các quyết định xếp hạng từ khu vực đồng tiền chung châu Âu và Canada cũng như hàng loạt báo cáo PMI mới nhất. Ngay sau đây là những điểm nóng đáng chú ý trong tuần mới mà mọi người cùng cập nhật nhé. Clip được tài trợ bởi nhà sách finfin.vn, Finfin chuyên về sách đầu tư trading hay và thực chiến. Anh em ghé Finfin theo link trong phần comment nhé. Chìa khóa cho quan điểm chính sách ngắn hạn của Fed, dữ liệu lạm phát PCE. Một trong những dữ liệu quan trọng nhất đối với các quyết sách của Fed, dữ liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE lõi sẽ được công bố trong tuần này. Dữ liệu này vốn đã quan trọng và nó sẽ càng được chú ý nhiều hơn trong môi trường hiện tại. Môi trường cho thấy Fed đang trở nên do dự hơn trong việc dập tắt lạm phát, thể hiện qua các gợi ý rằng lợi suất trái phiếu lên cao có thể làm hộ phần công việc thắt chặt của Fed. PCE lõi được dự đoán sẽ tăng 0,2% trong tháng 9 sau khi tăng 0,1% trong tháng 8. Hãy chú ý đến bất kỳ sự gia tăng bất ngờ nào. CPI của Úc sẽ xác nhận hoặc dập tắt hy vọng tăng lãi suất. Tính trong toàn bộ các đồng tiền thuộc nhóm G10, thị trường hiện chưa định giá đầy đủ một lần tăng lãi suất khác đối với trường hợp của RBA. Điều đó có nghĩa là rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào kết quả của báo cáo lạm phát của Úc vào thứ Tư, đặc biệt là sau những bình luận dìu hâu từ RBA trong biên bản cuộc họp mới nhất. Điều thực sự quan trọng từ sự kiện này là những gì sẽ xảy ra với các biện pháp đo lường lạm phát trung bình cắt giảm, loại bỏ các mặt hàng dễ biến động. Nó dự kiến sẽ tăng ở mức khó chịu 1,1% trong quý, tăng tốc từ mức 0,9% của quý 2. Vấn đề này sẽ trở nên thú vị hơn với những phát biểu mới từ tân thống đốc RBA là Michelle Bullock vào thứ 3 và thứ 5. Dữ liệu PMI sẽ thử thách câu chuyện ngoại lệ về kinh tế của Mỹ. Báo cáo Flash PMI từ khắp nơi trên thế giới sẽ cung cấp bức tranh mới nhất về mức độ hoạt động kinh tế đang diễn ra như thế nào. Với động lực rõ ràng đang được thúc đẩy bởi nền kinh tế Mỹ hiện tại, các thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến nội dung của báo cáo tháng 10, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ, vì tầm quan trọng của nó đối với nền kinh tế nói chung. Câu chuyện ngoại lệ về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ so với phần còn lại đã là một động lực vô cùng lớn cho đồng đô la, và do đó, nếu bất kỳ vết nứt nào xuất hiện trên đồng đô la, nó có thể tạo áp lực đáng kể lên đồng đô la. Cẩn trọng với những bất thường trên thị trường trái phiếu. Trái phiếu Mỹ đang hoạt động giống như một tài sản rủi ro hơn là một nơi trú ẩn an toàn, báo hiệu chúng ta có thể đang bước vào vùng chưa được khám phá về cách thức các nhà đầu tư phản ứng trước những hỗn loạn trong tương lai. Mua vàng thỏi, trái phiếu và đồng đô la bất cứ khi nào những rủi ro xuất hiện ở phía chân trời. Đó là một chiến lược đã được chứng minh trong nhiều thập kỷ, cung cấp nơi trú ẩn chống lại tổn thất vốn. Với tình hình ở Trung Đông, sau giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ, giờ đây chúng ta đã đến thời điểm như vậy và những rủi ro đó đã không còn ở xa chúng ta. Vàng đã phản ứng như mong đợi, đồng đô la cũng vậy. Tuy nhiên, thay vì trở thành nơi trú ẩn an toàn, mang lại tính thanh khoản và bảo vệ mạnh mẽ, trái phiếu Mỹ
đang bị bán tháo thay vì được săn đón. Với những tác động đối với việc định giá tài sản trên toàn cầu, đây thực sự là điều mà các nhà đầu tư cần phải quan tâm. Có lẽ cần phải đặt câu hỏi, nếu trái phiếu Mỹ không thể tăng giá trong môi trường này, thì khi nào chúng sẽ tăng? Với quỹ đạo tài chính thiếu chắc chắn, nghị viện Mỹ bế tắc và bối cảnh địa chính trị phức tạp, không có gì ngạc nhiên khi các nhà đầu tư đang chùn bước. Rủi ro là hiển nhiên, do đó họ yêu cầu mức lãi suất cao hơn để nắm giữ nợ của Mỹ. Trên đây là những điểm nóng đáng chú ý cho tuần mới. Mọi người tham khảo để có kế hoạch giao dịch cho phù hợp nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những điểm nóng Fresh tuần tiếp theo.